Xin chào tất cả các bạn. Tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là hệ thống máy nấu sữa với năng suất là 300 lít một mẻ. Còn bên cạnh tôi đây là hệ thống làm lành nhanh sữa, và hệ thống này là chạy bằng điện. Thì đây là cái option thứ hai. Trước đây chúng tôi cung cấp cho khách hàng ngoài thị trường là hệ thống chạy bằng chung một, nhưng hệ thống này là chạy bằng điện theo yêu cầu của khách hàng. Thì sau đây chúng tôi sẽ có một cái bài test để xem thử là hiệu quả của hệ thống bằng điện nó đến đâu, đồng thời giới thiệu cho các bạn biết về một cái hệ thống nấu sữa thì nó hoàn thiện bao gồm bên đây là máy nấu, còn bên đây là hệ thống làm lạnh, ngoài ra còn một cái hệ thống xay và bào bắp, hoặc là các bạn làm các loại sữa thì có thêm máy ly tâm nữa. Tuy nhiên hệ thống chính là nó gồm hai máy này. Thì như các bạn thấy thì phù hợp cao độ đạt được cái nhiệt độ là 4-8 độ, và trong đây ta có 300 lít cái hỗn hợp. Bây giờ nước trong đây chúng ta đã nấu lên ở nhiệt độ là gần 100 độ C, tức là mô phỏng cái nhiệt độ của sữa khi chúng ta chín. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quá trình bơm nước lên, nước ở nhiệt độ sôi sẽ thay hơi rất là nhiều. Và ở đây trong đây chúng ta có gần 300 lít nước. Sau khi chúng ta bơm nước sôi lên ở trên bồn chứa này rất là nóng, thì chúng ta bắt đầu test. Như vậy chúng ta thấy là dung môi nó đang lạnh 5,2 độ. Bắt đầu chúng ta rót, chúng ta test cái sữa, cái nước đầu ra, test nhiệt độ của nước đầu ra. Thì ở đây là sau khi chúng ta cho nước nóng chảy qua đường ống thì bắt đầu nó sẽ giảm nhiệt độ. Đấy, 10 độ, 9 độ. Nói chung là nhiệt độ xuống khá tốt. Dưới 20 độ là chúng ta đã có thể đáp ứng được cái tiêu chuẩn rồi. Ở đây chúng ta có 8 độ. Đó thêm dòng luôn. Đó thêm dòng luôn. Thêm dòng nó không chạy bằng đúng không? Như vậy là tôi đã giới thiệu xong cho các bạn về hệ thống máy nấu sữa 300 lít và hệ thống làm lạnh nhanh sữa. Thì ở đây chúng ta rót thì làm lạnh trong khoảng thời gian tầm khoảng 10-20 giây thì sữa đó có thể giảm được nhiệt độ từ 90-95 độ xuống từ dưới 10 độ, và như vậy là đạt được cái tiêu chuẩn thành công. Hy vọng các bạn có những cái thắc mắc gì thì nhớ